Mẹ Cát Tiên Thử Thách kính chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại video ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2023. Thì hiện tại bây giờ thì mẹ Cát Tiên Thách đang có mặt tại mộ của nghệ sĩ Tú Linh. Thì bây giờ kính mời mọi người vào bên trong phòng mộ và nói thêm cho mọi người biết là hôm qua thì em cũng gửi video là ở mộ cậu Năm cũng có một cái rạp nè, mọi người thấy nè. Giờ em sẽ quay một vòng cái rạp mọi người xem nha. Đây gặp đây thì tối nay thì em thấy ở đây nói chung là mưa nắng là cũng không bây giờ tạt vô phòng mộ của Năm nha mọi người. Đó, người thấy không? Thì mùa sương thường thường sáng em mẹ tiên vào thì thấy mùa sương sẽ lúc nào cũng ướt ở đây ướt, mà hôm nay người thấy rất là khô thì tại vì không có cỏ này nè mọi người. Khi mà không có gặp là mùa sương nó sẽ động lại trên cỏ, mà buổi sáng nay thì sáng nay rất là khô thoáng, chứng tỏ là cỏ là không có bị mùa sương nha mọi người ha. Đây là bàn thờ của cậu Năm, rất là mát mẻ, không bị sương động lại. Đó, chỗ này thì nó khô nè, cỏ nó khô. Đó, những cái cây này thì cũng mọi người thấy không, mình phải tưới, tại vì nó không có bị nắng nữa mình phải tưới nó sẽ tươi, nó sẽ tốt. Những hoa này nè mọi người, không bị nắng, không bị héo. Em sẽ quay một vòng mộ của cậu Năm cho mọi người xem. Đây có hai chậu hoa cũng rất là tươi, rất là tốt mọi người, tại vì không có bị nắng á, cho nên là rất là tốt, không có bị héo luôn. Cái chậu hoa này cũng vậy luôn nè mọi người, nắng không có dội vô mọi người. Chụp hoa ở đây nè mọi người, đó rất là tươi luôn, đó sức sống luôn. Đó, quay một chồng men đây mọi người xem. Rất là mát luôn mọi người ha. Thì mộ của Năm hôm nay có gặp mái che dày rồi, thì bà con đến đây viếng mộ là sẽ không bị nắng nhiều nè ha, không bị đổ mồ hôi khi đứng trước trực tiếp ánh nắng vào lúc 12 giờ 1 giờ trưa gì đó, 12 giờ chiều nắng nó dội vô đây rất là nhiều mọi người. Đó, phần mộ của Năm những cái hoa cũng không có héo nữa, thì có cái gạp này nè thì nó sẽ không có héo. Đó, đứng đây là rất là mát luôn. Giờ mẹ Cát Tiên Thách sẽ quay một vòng nữa là mẹ Cát Tiên Thách kết thúc video nha chú bạn. Cận cảnh này đạp mà. Hôm qua cũng xem mấy anh em review cái gặp mái tre này nè chú bạn, cho nên là hôm nay cũng muốn quay lại một lần nữa để cho mọi người xem. Đó, tại vì có cái gạp rồi là sẽ rất là mát, rồi không bị ánh nắng che, cũng là ánh nắng dội vào chứ sẽ làm hoa với lại mọi người đứng sẽ bị nóng, đổ mồ hôi, và những anh em ghi hình thì cũng được gõ nét hơn nữa mọi người. Đó, rồi nghe chị vị trí mà anh gặp đứng đó là nếu mà một buổi trưa mọi người đứng đó mà thắp hương thì chắc phải vội vàng vàng để mà di chuyển chỗ khác, tại vì nắng lắm đó mọi người. Đó, với lại bà con mà đứng chụp hình cũng không đứng được lâu nữa, và những cây hoa trên mộ phần của cậu Năm sẽ héo. Ở cái gạp thì rất là đỡ, rất là mát. Và rồi thì chắc có lẽ thì mẹ Cát Tiên Thách cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại của chú anh chị bạn video sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.